Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Cô rất vui được đồng hành với các em trong bài học ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lena, giáo viên địa lý đến từ trường Trung học Phổ thông Phú Bài. Và để bài học hôm nay được diễn ra một cách suôn sẻ, cô mong các em chuẩn bị đầy đủ sách, vở, bút viết, ghi chép bài giảng và cùng làm bài tập ôn luyện nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học. Các em hãy quan sát một số hình ảnh sau đây. Đằng sau những cái rùng mình của những trận động đất là những dòng dung nham nóng bỏng của núi lửa, là những tiếng thét gào của sóng thần, là những điệu múa làm mê đắm lòng người, lại là một khu vực dường như rất đổi thanh bình với nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng bậc nhất thế giới, là những cái bắt tay cùng xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Một khu vực tưởng như rất quen nhưng lại rất lạ. À, đó là khu vực nào? Đó là khu vực Đông Nam Á. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài 11, khu vực Đông Nam Á. Khu vực Đông Nam Á có diện tích 4,5 triệu km vuông, dân số năm 2015 là 568 triệu người. Với bài này chúng ta sẽ có 4 tiết. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tự nhiên, dân cư và xã hội. Bài học hôm nay gồm có 2 phần lớn, 1. Tự nhiên, 2. Dân cư và xã hội. Trong phần tự nhiên, chúng ta sẽ tìm hiểu vị trí địa lý và lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên, sau đó đánh giá điều kiện tự nhiên. Về dân cư và xã hội, cốt truyện chúng ta sẽ khái quát đặc điểm dân cư và đặc điểm xã hội tiêu biểu của khu vực này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mục 1. 1. Tự nhiên. Mục nhỏ, vị trí địa lý và lãnh thổ. Các em hãy dựa vào bản đồ sau đây xác định khu vực Đông Nam Á. Nhìn vào lược đồ thì chúng ta dễ dàng nhận thấy khu vực Đông Nam Á nằm ở phía đông nam của châu Á, tiếp giáp với hai đại dương lớn là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, là cầu nối giữa lục địa Á Âu và lục địa Australia. Đồng thời, khu vực Đông Nam Á còn là nơi giao thoa của các nền văn minh lớn, đó là nền văn minh Ấn Độ và nền văn minh Trung Hoa. Khu vực Đông Nam Á là bao gồm hai bộ phận cấu thành. Đầu tiên là Đông Nam Á lục địa với Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Bộ phận thứ hai là Đông Nam Á biển đảo là Philippines, Brunei, Malaysia, Singapore, Indonesia và Đông Timor. Từ đặc điểm vị trí địa lý và lãnh thổ vừa nêu thì các em hãy đánh giá cho cô ý nghĩa, thuận lợi và khó khăn do vị trí địa lý mang lại cho khu vực này nào. Về mặt thuận lợi thì chúng ta có thể thấy rằng Đông Nam Á tiếp giáp với các biển và đại dương lớn, vì vậy đây là điều kiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển như là giao thông vận tải biển, du lịch biển, rồi đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản v.v. Thứ hai đó là dễ dàng giao lưu kinh tế với các nước và khu vực trên thế giới bằng nhiều cái phương tiện và loại hình giao thông khác nhau, từ đường bộ, đường biển, đường hàng không v.v. Thứ ba nữa là nơi giao thoa của những nền văn minh lớn, vì vậy nền văn hóa của các nước trong khu vực rất là đa dạng. Bên cạnh đó cũng có một số đặc điểm khó khăn. Điển hình nhất là thiên tai. Ở khu vực này thường xuyên có các loại thiên tai như là bão, lũ lụt, rồi nhiều đồng thời tiết, động đất, núi lửa, sóng thần v.v. Thường xuyên bị các cái cường quốc lớn cạnh tranh và ảnh hưởng. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng đây là khu vực có vị trí địa lý, vị trí địa chính trị, văn hóa vô cùng quan trọng. Bây giờ chúng ta đến với hai đặc điểm tự nhiên. Chúng ta sẽ cùng trình bày những cái đặc điểm tự nhiên của từng bộ phận của khu vực Đông Nam Á để thấy rõ những nét khác biệt đặc trưng cũng như những cái nét tương đồng. Ở đây cô có một cái bảng kiến thức về các yếu tố tự nhiên của khu vực Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo, lần lượt là địa hình, khí hậu, sông ngòi, sinh vật và khoáng sản. Thứ nhất về địa hình, khu vực Đông Nam Á lục địa thì bị chia cắt bởi các dãy núi, đang xen giữa các núi là các đồng bằng. Còn Đông Nam Á biển đảo thì địa hình chủ yếu là đồi và núi lửa, ít đồng bằng,
tập trung nhiều đảo. Nếu như khí hậu của Đông Nam Á lục địa có nền tảng là khí hậu nhiệt đới gió mùa, thì Đông Nam Á biển đảo có khí hậu xích đạo và nhiệt đới gió mùa. Về sông ngòi, Đông Nam Á lục địa có hệ thống sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào với những con sông như là sông Mekong, sông Hồng, sông Thái Bình. Thì Đông Nam Á biển đảo lại ít sông, sông ngắn và dốc. Về sinh vật thì khu vực Đông Nam Á lục địa có rừng nhiệt đới ẩm và cây cần nhiệt đới. Trong rừng thì cây cối nhiều tầng tán, hệ thống các sinh vật rất đa dạng và điển hình. Ở Đông Nam Á biển đảo lại là hệ thống rừng mưa nhiệt đới. Về tài nguyên thì ở đây có tài nguyên khoáng sản như là than, sắt, dầu khí cho khu vực Đông Nam Á lục địa. Còn Đông Nam Á biển đảo thì có than, thiết, đồng và dầu mỏ. Có một yếu tố chúng ta cần phải quan tâm, đó là việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo hướng Đông Tây có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực này. Các em hãy nhớ rằng này, khu vực Đông Nam Á lục địa, các nước hầu hết đều trải dài lãnh thổ theo hướng Bắc Nam. Trong khi đó, lãnh thổ theo chiều Đông Tây khá là hẹp ngang. Vì vậy, khi mà phát triển cân bằng giữa giao thông Đông Tây và giao thông Bắc Nam thì sẽ tạo cái thế liền mạch cân bằng giữa các vùng biển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như là xã hội cho khu vực này. Ba, đó là đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á. Chúng ta sẽ đánh giá thuận lợi và khó khăn về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. Thứ nhất là về mặt thuận lợi thì khu vực Đông Nam Á có thể phát triển tổng hợp kinh tế biển trừ Lào. Thứ hai là phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới dựa trên nền tảng khí hậu đa dạng, đất đai màu mỡ vì nhiều. Thứ ba là phát triển lâm nghiệp. Thứ tư đó là phát triển công nghiệp như là công nghiệp khai khoáng, luyện kim, công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, v.v. Đó có một số cái đặc điểm khó khăn. Tài nguyên rừng và khoáng sản suy giảm. Đây là một trong những cái vấn đề mà đáng quan tâm hiện nay. Bởi vì việc bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản không chỉ phục vụ mục đích phát triển kinh tế, mà nó còn bảo vệ môi trường sống cho con người, tạo thế cân bằng sinh thái và duy trì sự phát triển bền vững. Thứ hai là vấn đề giao thông Đông Tây, giống như lúc nãy cô vừa trình bày đấy. Và thứ ba là nhiều thiên tai, trong đó các nước Đông Nam Á biển đảo thì cần phải đề phòng những loại thiên tai như là động đất, núi lửa, sóng thần. Bởi vì những đất này nằm trên cái mảnh đất gãy của lớp vỏ kiến tạo, vì vậy thường xuyên xảy ra những cái bất ổn, tạo nên sóng thần, động đất và núi lửa đấy. Nào, theo các em là học sinh thì chúng ta cần phải làm gì để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và phòng tránh thiên tai? À, là một học sinh thì chúng ta cần phải biết sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn tài nguyên. Đồng thời, trong quá trình sử dụng thì phải đi đôi với bảo vệ. Thứ hai, chúng ta phải tuyên truyền cho bạn bè, người thân, những người xung quanh chúng ta phải biết sử dụng tiết kiệm đi đôi với bảo vệ tài nguyên. Vậy còn về phòng tránh thiên tai? À, thiên tai là những cái bất trắc tự nhiên, những biến cố tự nhiên mà chúng ta khó lường trước được, nhưng không phải chúng ta không phòng tránh được. Vậy để phòng tránh thiên tai chúng ta phải làm gì? Trước hết, chúng ta phải chú ý theo dõi những thông tin liên quan tới thiên tai, thời tiết do các trung tâm khí tượng, các ủy ban dự báo khí tượng quốc gia đưa ra. Thứ hai, nếu như trong quá trình diễn ra thiên tai thì chúng ta phải tuân thủ những cái nguyên tắc để bảo vệ bản thân cũng như gia đình và tài sản. Ví dụ, phải biết đưa bản thân rồi người thân và tài sản của mình đến những cái nơi mà ẩn nấp tránh xa các cái thiên tai. Thứ hai nữa, sau khi thiên tai xảy ra, mỗi chúng ta cần trang bị cho mình những kỹ năng để có thể xử lý những tình huống bất trắc khi thiên tai xảy ra, và cũng như là phải dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường sống sau khi mà thiên tai diễn ra. Bây giờ chúng ta đến với mục 2 là mã dân cư và xã hội. Mục dân cư.
Ở đây cô có một số biểu đồ về dân số một số khu vực trên thế giới năm 2005. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy là Đông Nam Á có dân số là 556 triệu người và đứng thứ hai trong cái bốn khu vực này. Còn về tỷ lệ dân số Đông Nam Á so với thế giới thì chiếm 8%. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ cơ cấu dân số theo tuổi ở một số nước Đông Nam Á năm 2005. Nhìn vào đây thì chúng ta dễ dàng nhận thấy cả ba nước Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều có nhóm tuổi từ 14 tới 60 tuổi là chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tiếp đó là nhóm không tới 14 tuổi và thấp nhất là nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên. Như vậy, chúng ta có thể khái quát một số đặc điểm dân cư của Đông Nam Á như sau. Đông Nam Á có dân số đông. Năm 2005 là 556 triệu người, lên đến là 2015 thì là 568 triệu người, tăng 12 triệu người trong vòng 10 năm, khá là cao. Mật độ dân số là 124 người trên km vuông. Tỷ suất gia tăng tự nhiên còn cao, khoảng 1,4% nhưng mà đang suy giảm. Về cơ cấu dân số thì có dân số trẻ, nguồn lao động thì dồi dào nhưng mà trình độ còn hạn chế, ảnh hưởng tới việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phân bố dân cư không đều, tập trung ở đồng bằng, ven biển và vùng đất đỏ. Hai là về xã hội. Chúng ta quan sát một số hình ảnh và nêu đặc điểm xã hội của khu vực Đông Nam Á. Đây là một số lễ hội ở các nước Đông Nam Á. Lễ hội trèo cao bơi mờ ở Indonesia, lễ hội té nước ở Thái Lan, đám cưới ở một miền quê của Việt Nam và Tết ở Lào. Một số dân tộc của khu vực Đông Nam Á, dân tộc Kinh của Việt Nam, dân tộc Chăm của Việt Nam, Campuchia và Lào, dân tộc Mèo sinh sống ở Việt Nam, Lào, dân tộc Thái có mặt ở Việt Nam, Lào, Thái Lan. Một số tôn giáo chính của Đông Nam Á như là Hồi giáo, Phật giáo, Đạo Cao Đài, Thiên Chúa giáo. Nhìn vào đây thì chúng ta cũng thấy là kiến trúc nó cũng có những cái nét rất là khác biệt. Một số món ăn điển hình như là cốt suất ở Singapore, món nasi kuning ở Indonesia, pancake palabok của Philippines hay là bánh xèo của Việt Nam. Như vậy về rồi thì khu vực Đông Nam Á có phong tục tập quán sinh hoạt và văn hóa có nhiều nét tương đồng. Thứ hai đó là văn hóa đa dạng. Và thứ ba là một khu vực mà đa dân tộc, đa tôn giáo. Những cái đặc điểm xã hội này cũng mang lại rất nhiều cái vấn đề thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế ở đây. Ví dụ như về thuận lợi thì đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc là để thuận lợi phát triển kinh tế, thu hút khách du lịch. Phong tục tập quán có nhiều nét tương đồng, đấy chính là cơ sở để hội nhập và hợp tác cùng phát triển trong khu vực. Thứ ba là về khó khăn thì đa dân tộc, đa tôn giáo nên gặp phải vấn đề khó khăn về đoàn kết dân tộc cũng như là giữ gìn an ninh chính trị xã hội của khu vực. Vừa rồi thì cô trò chúng ta đã tìm hiểu về tự nhiên, dân cư và xã hội của Đông Nam Á. Qua bài này, cô mong muốn các em nắm lại cho cô về đặc điểm vị trí, địa lý và lãnh thổ của Đông Nam Á, các cái đặc điểm tự nhiên nổi bật của Đông Nam Á lục địa cũng như Đông Nam Á điểm đảo, từ đó đánh giá điều kiện thuận lợi và khó khăn cũng như biện pháp do tự nhiên mang lại. Và các em cũng cần phải ghi nhớ cho cô các cái đặc điểm về dân cư và xã hội của khu vực này. Bây giờ chúng ta cùng làm một số bài tập ôn luyện nhé. Chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi giải mã ô chữ. Trong cái trò chơi này chúng ta sẽ có 6 câu hỏi để cùng tìm ra một từ khóa. Câu số 1 gồm có 9 chữ cái. Quốc gia nào có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á? À, đó là Indonesia. Chúng ta sẽ có một chữ A trong câu từ khóa. Câu số 2 gồm 3 chữ cái. Quốc gia nào được mệnh danh là đất nước triều voi, là xứ sở rừng xanh? Rất dễ đúng không các em? Đó là Lào. Ta lại tiếp tục có một chữ A trong từ khóa. Câu số 3 gồm có 6 chữ cái. Con sông dài nhất ở khu vực Đông Nam Á là? Sông Mê, Mê Công. Chúng ta có một chữ M trong từ khóa.
Câu số 4 với 8 chữ cái. Cơ cấu dân số đặc trưng của các nước Đông Nam Á đó là dân số trẻ. Câu số 5, chúng ta có 5 chữ cái. Liên minh khu vực được thiết lập bởi hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đó là ASEAN. Và chúng ta đến với câu cuối cùng, gồm có 7 chữ cái. Đất nước quốc đảo một trong những con rồng của châu Á đó là Singapore. Về từ khóa của ngày hôm nay là gì? Đó chính là SEA Games, một trong những hoạt động văn hóa thể thao của khu vực Đông Nam Á. Bài học hôm nay của cô trò chúng ta đến đây là kết thúc. Rất vui khi các em theo dõi đầy đủ bài học. Mong các em ghi chép bài vở và cố gắng ôn luyện nhé. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.